lô. Thế nàng ông uống say chưa? Vừa nãy ông côn nhưng không dám thua. Vẫn sát sườn không rơi mắt 3 giây. Nổ gấp cho tôi định vị ra đây. Qua tôi đang ở sau lưng. Từ nãy anh em đã chơi hết mấy chai. Thức cứ đúng luật dân nhậu đã đưa ra. Ngồi xuống đi ông vào váy ra ba. Bà ơi tôi say quá đi thôi. Cho tôi tạm ứng miếng môi. Tí nữa có cái để nôn. Trời ơi ông lươn khơn quá ông ơi. Cam âm còn mỗi cái đùi. Chẳng lẽ lại để ông chơi. Chúng ta là siêu nhân nhậu. Không nóc dạ đồ bê tông và ăn chứa. Dân phòng chú em cứ rót ra để anh em chúng ta cùng dồn. Cả đêm sau đến lòng đen chú em không để anh sao. Đàn ông phải nhiều là hơi men. Tết đến mà không ở nhà và không gà phụ vợ con việc cơm cháo mà lại kéo nhau đàn đúng nhau nhẹt say lũ lượt làm âm